Mụn này em nuôi bao lâu rồi vậy? Dạ. Mụn này nuôi bao lâu rồi? Chắc cả 2 tháng rồi vậy? Mới 2 tháng. Bạn nào tắt cái quạt đi kìa. Quạt tường à? Nó có quay vô đây đâu mà lạnh mới không lạnh. Em đi bộ đội rồi, người yêu em sao nhỉ? Thì chưa cưới đăng ký kết hôn chứ. Xe không đi dân quân ấy. Nhưng mà khỏe hơn. Mà đi dân quân nó nhiều khi nó cũng có 3 năm rồi sao? Sao 3 năm được? Cũng 2 năm như vậy à? Không. Cái đó là dân quân khác, dân quân cơ động. Thì đi dân quân hay đi nghiệp? Chưa tới đó rồi, chia tay mất tiêu rồi. Im lặng rồi, không cãi nữa, không nói nữa. Xong chọc cười thôi. Thế như chị nói cái gì mà để nó suy nghĩ. Đúng một tháng, lựa lời nói như nào để nói cho chị. Sao cái đó nó nói ra. Mình lựa thời cơ thích hợp. Ủa khi nào về quê nghe? Có gì em? Tháng này ai vậy? Chắc anh về. Xe về hết ngày rồi. Xe lên hết ngày nữa. Dạ. Làm mấy cái những nhân hai rồi xong rồi bệnh nhân xe thì cũng chết. Ủa ví dụ như mà mình định danh điện tử là ví dụ như cái biển số đó là của mình đúng không? Đúng rồi. Thì ví dụ như là mình mua xe khác, mình bán cái xe đó thì giữ lại biển số. Giữ lại biển số làm gì? Hả? Giữ lại biển số là khi nào à?
Khi nào mua xe khác cảnh vô à? Đâu có. Cớ chứ mặc dù có thể là mình xe đâu của mình với tội của mình đúng không hỏi khách. Không, ý là cái anh nói cái định danh cái biển số xe á. Xe mình luôn mà. Ủa, ví dụ như không lại mua xe khác về lắp cái biển số đó vô. Đúng rồi. Ủa, ví dụ như mà mình mua thêm xe là biển số khác nữa. Thì mình mua thêm chiếc xe khác. Chị tưởng xe nào nó cũng biển số đó chứ. Không đâu. Tưởng là chi? Xe bằng A1 á, thì xài cho một biển, còn A2 thì... Cái gì nó nói, ông Sư Hà giống nó hơi gì cùng phân khúc xe gì đó. Phân khối. Ờ, cũng phân khối. Là ví dụ như lấy cái biển số cũ đó gắn vô đó rồi chị hay là bấm cũng... bấm số khác nữa, ví dụ như chị hai chiếc khác nữa, một chiếc mà chị muốn bán chiếc khách khác ở nhà bán xe thôi. Cái gì mà ở Vinh hai hộ khẩu rồi giấy tờ xe rồi. Ủa nhưng mà phải làm ở chỗ mình ở hay là ở đâu cũng được? Ở phường làm được à, cho phường làm phường nào cũng được hết á. Không, hôm bữa là... em với Tây Ninh nè, nhưng mà hôm bữa em làm ở bên quận nhất được à? Được, nó lên hệ thống hết mà. Ừ, cần gì phải về quê đúng không? Còn xe sao mà? Xe thì mà mới lên phường mới làm hai đúng không? Đúng rồi, nếu mà mình tự định danh thì chỉ có một thôi. Phải lên phường cho công an để định danh lại một lần nữa là mới là hai. Thì bốn. Ủa nhưng mà sao cái mình tự làm cái một ấy. Ờ chị quét mã cái mà đưa ra xa thì nó không tới. Này hỏi chị. Để hẹn hả? Không, cái tờ giấy mà không có, không biết. Yeah. Hồi chị làm là mang chứng minh thư đi mà. Sao nó đưa cho cái giấy hẹn đi lấy thôi chứ. Ừ, không biết tại sao cái không. Ví dụ như là quét mà quét chơi chơi bình thường á thì bằng lấy cái máy ảnh ra thì quét được, là quét nó ra cái mã QR đó. Nhưng mà làm cái định danh là nó không ra, nó bị gì á, không hiểu luôn. Đó, vì cái hình cái mâm nó xong rồi đó. Không phải, chị chê. Chị nhắn tin chị chê. Chị chê sao chị đi làm thôi, nhưng mà chị có số điện thoại ấy, cái xong chị nhắn tin chị chê luôn. Chê không đúng người, chê người chụp chứ. Kêu vào sao mấy người làm công an mà chụp hình gì xấu dữ vậy, người ta cái mặt người ta bình thường lên cái hình như mặt mà đã vậy chụp như nào là y như vậy luôn, không chỉnh sửa gì chút, ý là nó phải cho có nhiều khi chưa chuẩn bị xong nên chụp cái ra cái hình xấu quá. Hình như kiểu một tội phạm truy nã. Ủa, còn chỗ? Hồi đó chị làm cái đợt lễ à. Đông. Trời. Đi từ 7 giờ sáng tới 2 giờ chiều mới được làm. Trời. Mà chị còn đi cửa sau á. Chứ đi cửa chính là chị... Tại vì lúc đó là nộp phạm à. Cái... Đến khi chị chờ lâu quá, chị đi cửa sau luôn. Mà người ta nói, đi làm được tháng luôn á. Không biết nữa. Cái chị đi cửa sau, cái cuối cùng cái hồ sổ khẩu vẫn nằm ở trên đó. Cái 9 giờ đêm nó mới gọi chị lên làm. Kệ em làm rồi, anh cắt cho em đi. Em còn thật khổ.